Thôi, cô làm ơn làm phúc cho tôi xin mấy đồng. Cháu mới mua hộp xôi nhưng mà không kịp ăn. Cô ăn hộ cháu nhá. Là bà lão ăn xin. Lừa đảo như thế này thật được lắm cô ạ. Từ bây giờ đến tối nhá, mà cũng với cái tình hình như thế này ý, bà biết phải như thế nào rồi đấy. Tôi không có nhà, không có cửa. Hay là giờ cô về làm giúp việc cho cháu. Quá phát luôn. Chúng mày không biết cái gì thì cút đi. Bằng chứng đầy đủ thế này rồi, cô còn định giải thích gì nữa không? Cô ơi, cô làm ơn làm phước cho tôi xin mấy đồng. Cô làm ơn làm phước ạ. Chào biểu cô ạ. Vâng, cảm ơn cô ạ. Cô ơi, cháu mới mua hộp xôi nhưng mà không kịp ăn. Cô ăn hộ cháu nhá. Cô cứ nhận đi, không phải ngại đâu ạ. Vậy tôi xin cô. Cảm ơn cô ạ. Alo. Ừ, chị đây. Chị để quên đồ ở nhà, chị về lấy tài liệu rồi chị quay lại. Em nhớ chuẩn bị thật kỹ cho cuộc gặp đối tác chiều nay nhé. Ok. Đúng là cái loại ăn hại mà. Ngồi cả buổi sáng mà chỉ được có mấy đồng như này thôi à? Là bà lão ăn xin. Tay chân bà ấy. Hôm nay mà không đạt chỉ tiêu ấy thì bà nhịn ăn cơm được chưa? Cô ơi, tôi xin nhưng mà người ta không cho ạ. Sao bà dốt thế, đã đi ăn xin, giả tàn tật rồi thì phải rên rỉ oi nhiều vào. Ngồi im này lì như này thì ai người ta cho hả? Bà cái bà già này, tôi phải đánh cho bà một trận mới được ấy. Cô ơi, tôi xin cô đừng đánh tôi cô ơi. Đã biết sợ như thế thì chăm làm vào. Tôi có bảo bà phải chết đi, bà cũng không được cãi nữa chưa? Thôi, cô bảo tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng làm. Nhưng lừa đảo như thế này thật được lắm cô ạ. Cầm mồm vào. Muốn có cái đổ vào mồm ấy thì làm nó tử tế vào. Lần này mà bỏ trốn nữa ấy thì đừng có trách tôi đã. Làm đi. Từ bây giờ đến tối nhá, mà cũng với cái tình hình như thế này ý, thì bà biết phải như thế nào rồi đấy. Cô ơi, cháu đã nghe được hết mọi chuyện rồi. Nhưng mà cháu không trách cô đâu. Cô đừng có lo, cháu sẽ không làm gì cô hết. Cháu biết là cô chỉ là người bị hại trong chuyện này thôi. Cháu sẽ tìm cách giúp cô. Nhưng mà cô phải nói cho cháu biết mọi chuyện. Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Tôi không có nhà, không có cửa. Tôi không có con cái. Tôi đến đây lang thang để ăn xin. Gặp cô ta một ngày đói và rét.
Cô ta hứa với tôi là sẽ cho ăn, cho ở, rồi tìm công ăn việc làm cho tôi ạ. Nên là tôi tin. Nhưng không ngờ cô ấy bắt chúng tôi đi làm những việc thân nhân thân đức thế này ạ. Chỉ cho chúng tôi ăn thôi, còn tiền ăn xin về cô ấy lấy hết ạ. Thế ngoài cô ra, cô ta còn làm hại những người khác nữa không ạ? Có chứ ạ. Cô ta gom về nhiều người lắm. Cô ta bắt chúng tôi giả tàng tật để đi ăn xin ạ. Thật là thất đức. Cô ơi, sao cô không tìm cách bỏ trốn rồi báo công an ạ? Tôi chạy đi rồi, nhưng bị người ta bắt lại. Người ta đánh cho thừa sống thiếu chết ạ. Giờ tôi già rồi, không còn sức để chạy nữa. Tội nghiệp cô. Hay là giờ cô về làm giúp việc cho cháu, vừa có tiền lại không bị người ta hành hạ đánh đập nữa. Thôi ạ, giờ tôi mà đi theo cô á, người ta đánh chết tôi ạ. Rồi lại còn liên lụy đến cô nữa. Thôi tôi không đi đâu. Tội nghiệp quá. Cháu sẽ nghĩ cách giúp cô. Nhưng mà giờ mà muốn tố cáo cô ta thì mình phải có bằng chứng á. Cách gì bây giờ cô? Cháu đã nghĩ ra cách này rồi. Cô cứ làm như thế này nhá. Đó, rất đơn giản thôi. Có cháu ở đây rồi, cô không việc gì phải lo cả. Thật ạ? Cảm ơn cậu nhá. Xin chào chị. Cô ta chưa đến ạ? Chưa. Thế thì cứ theo kế hoạch của cô cháu mình cô làm nhá. Nhưng mà tôi thấy sợ lắm. Không sao đâu, cháu sẽ đứng ở kia. Nếu như có vấn đề gì, cháu sẽ chạy ra ngay. Cô cứ yên tâm, sẽ không ai làm gì được cô đâu. Chỉ cần cô cứ tỏ ra bình thường là được. Cố lên. Này, dậy, dậy mau. Ai cho bà ngủ mà ngủ ạ? Tối nay tôi phải gọi chúng nó ra dần cho bà một trận mới được. Giỏi thật đấy. Giỏi nhờ. Hôm nay bà phải gan hùm hay sao mà dám cãi lời tôi như thế hả? Cả ngày chỉ có cái việc ngồi đây giả que giả cụt để ăn xin, rủ lòng thương của thiên hạ tôi cũng không làm được là thế nào hả? Hay là bà lại muốn giống con mụ Ngân béo, dám cãi lời tôi để tôi cho hóa phác luôn. Đúng cái đồ độc ác. Bà dám chửi tôi à? Tôi phải cho bà một trận. Dừng lại. Chúng mày là ai hả? Đây không phải là chuyện của chúng mày. Mau cút đi. Bắt nạt một người lớn tuổi như vậy cô không thấy nhục à? Mày là con nào? Thế thì mày chưa biết tao là ai rồi. Từ trước đến nay, tao chưa ngán ngẩm bất kỳ một đứa nào đâu. Tôi là người vẫn thường xuyên đi qua đây, và tôi vẫn thường cho tiền cô ấy. Và cũng đã có lần, tôi chứng kiến được cảnh cô bạo hành cô ấy, và lợi dụng cô ấy nữa. Mày nhìn tao như thế này, mà phải đi giao du với bọn ăn xin ăn mày bẩn thỉu thế này á. Xin lỗi, mày nhầm to rồi đấy. Chính con mụ già này đã ăn trộm tiền của tao, ok? Chúng mày không biết cái gì thì cút đi. Thật đúng là không hổ danh là bà trùm chuyên chăn dắt. Nói dối một cách trắng trợn mà cô không biết ngượng mồm à? Mày nói luyên thuyên cái gì đấy hả con kia? Được, tôi sẽ cho cô xem cái này. Đây, xem đi. Mày dám. Bà, chính bà là người đã nói chúng nó đúng không hả? Sao? Bằng chứng đầy đủ thế này rồi,
Cô còn định giải thích gì nữa không? Tôi sẽ giao cô cho công an để người ta điều tra thêm về đường dây của cô. Chúng mày cứ nhớ cái mặt tao đấy. Tao sẽ không để yên chuyện này đâu. Đúng lúc lắm. Đúng vậy. Công an họ đến rồi. Bỏ ra. Bỏ tay ra. Em giúp chị giao cô ta cho công an. Chị đưa cho em cái này nữa. Lát nữa em cũng nộp cho họ. Và việc còn lại tự em lo liệu hết giúp chị. Mày nhớ mặt tao đấy. Cô ơi, giờ kẻ ác đã bị bắt rồi. Sẽ không còn ai đến đây để đánh đập hành hạ cô nữa đâu. Cô cứ yên tâm nhá. Cô ta là người có lỗi. Kẻ xấu như cô ta chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị. Cô làm thế này cũng đã giúp ích được cho những người đồng cảnh ngộ với cô rồi đấy ạ. Thôi, từ giờ cô về làm giúp việc cho gia đình cháu, giúp cháu trông coi nhà cửa luôn, cô nhá. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Thôi, mình về đi cô. Mình đi.